Ôi mày cười nặng quá. Tao cũng mấy cân rồi mày còn nặng lắm. Lên đi, cũng mấy cân rất nặng rồi. Hết xăng. Đi xuống. Lên. VIP. Ok. Ngồi xuống. Để hãy tự thế nào. Ui mẹ tiền em công đẹp đấy và mất đồng hoàn chỉ có mày nhá. Bây giờ mẹ ở với anh chưa không sướng luôn gọi ta chả sướng bỏ mẹ ra thì từ lúc gọi với anh em lại mất đúng này rồi. Ở với anh phải thế. Thôi được rồi, nhưng mà vẫn có cái sướng là được tối lại được đi ấy. Đi bay lắc một sướng à? Vâng. Bây giờ anh đang có tiền. Vâng. Đấy, cầm ra mua ít đồ anh về nhắm. Được rồi vâng. Không. Được chưa? À, vâng. Được chưa? Tiền thừa thưởng luôn. Thưởng luôn ha. Ok. Lúc này làm gì thừa bao nhiêu? Đi thừa thì cho ha. Rồi ok. Đi con xe super mẹ mày rùa của tao đi, cẩn thận nhá. Từ gậy nữa không thằng nào đấm vỡ mồm. Ok. Đi cẩn thận nhá. Úi trời. Bọn cơ đang làm gì? Sợ lại lận thành như thằng ninja đen lại kết hợp với nhau rồi. Bây giờ mình phải vào mình thám thính xem hai chúng nó bàn kế hoạch gì. Cái gì đây? Nhiều quá. Ấy, thừa, tao bảo thừa mà lệ thịt. Bò bò. Em lốt. Ai cầm ở đây anh bạn. Cầm ở đây anh bạn. Đây. Góc, cầm ở đây. Đi học cất xe, em cất xe. Đánh cho anh bạn. Đánh cho anh. Ok, ngồi bạn. Đó. Bây giờ mình mua trong ngày có những gì đây mà nhiều này. Ui giời, em mua nhỏ lắm đây, nước à. Ai rồi? Như là nước à? Nước máu rồng. Ai dạ, có con rồng này hiểu. Nước máu rồng. Nước này uống xong tối ấy khỏe lắm. Ui dạ, khỏe à? Ui dạ, thích. Được, ta thích đấy. Em mua từ bên Mỹ về đấy. Ngoài kia bà Mỹ, ngoài kia kìa. Khoái đấy. Tối khỏe lắm, khỏe khoái à. Đây là cái này là gì đây? Kẹo cầu vồng. Cái gì giống bệnh màu sắc. Ấy nhỉ. Ôi trời ơi, này... ăn dai dai ngọt ngọt chua chua. Ai dạ, thích thế. Ai dạ, kẹo này. Cái kẹo nó tốt. Ăn ngon lắm. Ai dạ, tao nhìn thì tao có viên thuốc cái mày này. Đây là kẹo cầu vòng này. Ở đây cũng cầu vòng. Ừ. Nhưng mà cầu vòng này, cầu vòng khác. Gậy. Đúng không? Đây nữa, em mua 2 gói luôn. Ai dạ, ok, 2 gói. Đây là em mua loại này là loại... Bi à? Không, viên bi đấy nhỉ? Gọi là loại vòng cô. À, vòng cô à? À đây là một cái viên. À, viên gì nào? Viên gọi là viên gì? Ngộ không ấy, ngộ không đó. À, linh đan đúng không? Linh đan. Đúng rồi, linh đan. Ôi giời ơi. Má luôn. Ngộ không được một viên thôi. Em đây hàng túi. Đấy. Có đại ca uống. Tưởng cái tờ này, sướng nhỉ? Ừ, sướng đúng không ạ? Thế. Ăn. Dạ, có tiệc. Có tiệc. Ôi, cái gì nhỉ? Cơm với thằng ninja đen đang ngồi ăn gì nhở? Ai mà gà quá nhở? Mình phải đứng đây mình ngồi mình nghe mình xem nó nói cái gì. Mình bắt trước nó. Mình bắt top của nó. Ui
Ui em ơi, hai chúng nó đang ăn gì đó kìa. Ui, ui thấy chưa. Ui, ui hai chúng nó ăn gì kìa. Từ từ. Ui ui, ui chúng nó hôm nay chắc hôm qua chúng nó đào được cái kho báu chúng nó. Hôm nay ăn nhậu sướng nhờ. Ui nhậu đây em, ui giời, bóc phải nhậu. Ngon, ngon ngon, nhậu. Hai rồi, hai rồi nha. Hay, hay bảo bảo nó vào ăn cùng nhỉ. Đây đoạn nó vào đi. Thằng nó vào đây. Vào đây ăn cùng một tao cho nó vui. Vào đây cô ơi. Nó lại nhìn thấy mình. Ừ. Mình chén xong là nó say thì bắt đầu mình sẽ lấy trộm của nó. Cái đồ hôm qua nghe nhiều kho báu phía đấy. Ra đây cô ơi. Ra đây. Ra đây. Hốt cái gì ra đây. Ừ, hôm nay chúng mày ăn gì mà tổ chức linh đình phết nhở? Ăn mừng thôi, mày chỉ biết ăn mừng thôi. Mày lại chơi với thằng Linh da đen à? Ai rồi, có cái gì kia mà sáng đấy. Không có gì đâu. Có gì? Một cái kẹo. Một cái kẹo. Chúng ngồi chúng ăn, ngồi chúng ăn, ăn được cho vui. Đây, là máu ngọc con rồng. Giới thiệu, wow. Giới thiệu, cái này là kẹo gì đây? Đó lại. Mày xem Tôn Ngộ Không chưa? Xem rồi. Mày biết cái mẹ mày cái gì nhỉ? Cái gì nhỉ em nhỉ? Linh đan à? Linh đan của mẹ mày lấy từ chim trời xuống ấy. Đây là máu của con rồng là. Cái ngon này. Ui. Mẹ mày. Cái này có cái gì đây? Có sợ có chất độc gì không ấy? Không. Cái này có chất hại thôi. Chất hại thôi. Hại gì? Mẹ uống này vào mà tối mẹ ui. Ui dồi ôi. Như bò không luôn, Ui mạnh thế nhỉ? Từ từ người ta cứ dạy cách uống à. Tút này ra. Tút ra. Ôi ôi. Đấy, thấy chưa? Thấy đỏ chưa? Bóc cái này ra nào. Cái này á, bóc được không? Đây, bóc ra cạch nó giống người lớn. Đây. Ống hút này người ta chọc ra xé ra. Kìa. Xé được. Nào. Xé nào từ từ mình. Rô cái nhỉ? Rô cái cơ mà. Ngã ui giời rồi kiểu như. Ui giời ơi, chản hết bờ đi. Ê, nước này ngon đấy. Nước này mua ngon đấy. Nào, làm rô đi. Ai ba. Rô. Nước này uống nó tê nữa nhỉ. Tỉnh luôn. Luôn. Đây, kẹo đi, ăn kẹo đi rồi. Kẹo đây. Đấy, cái gì đấy? Nhỏ nhiều kẹo mà. Đây, ông cho đây. Thằng Linh da đen này được việc phết nhỉ. Đã ấy. Học được chẳng. Cái gì ấy? À, dùng gậy Tôn Ngộ Không nhỉ. Vitamin. Đây vitamin. Là gậy Tôn Ngộ Không. Đây là Linh Đan. Cái được phết này. Cái này à, cái này anh vui cho mày. Cầu vòng tình yêu. Quý bảy màu. Ui xưa. Ngon không? Ngon này nha. Tuyệt vời không? Tuyệt vời. Gậy Ngộ Không. Nhưng trong nhiệt độ 1000 đi. Nhìn ít quá. Chi. Nó chịch đến 9000. Thì nó mềm được như Ngộ Không à. Còn mày lấy được tiền đâu à? Mình ngồi đến này. Đâu hả làm gì? Người ta đi kiếm, người ta làm ăn. Đúng. Nhỏ ăn lương thiện không ấy? Ừ, dễ không hỏi em gì. Nhưng mà như ra mặt đen này nó được cười nhỉ? Ừ. Này có hai cái gì tròn tròn hai bên nhỉ? Đấm nhiều. À. Nào, rô một cái này. Hai, ba. Vô. Ngon đấy. Cái này uống say đấy nhỉ? Không say đâu. Chỉ phê phê thôi. Nó cũng phê phê thôi. Phê phê tối về cũng thấy má ơi luôn. Tôi chắc chỉ uống ít thôi, không say lắm, đoạn là say không về được. Hai ông cứ uống kịch kìa. Mời yêu nhau mà. Đại ca chúc kìa. Ai mà đứng ra ít kìa. Kiếm như đống này nè. Ok. Tối anh rất chuẩn bị. Bài. Just like the sunrise, you know that we're gonna let it happen tonight. We're gonna let it happen tonight.
Vô em này. Vô cả. Yo. Yo ơi. Khổ quá rồi cả. Ôi giời, tao khổ quá lên tận đèn à. Ôi giời. Hai ông yếu á. Hai chẳng yếu quá. Má nó phê. Ôi. Uống nước kiểu này hỏng hết rồi. Bạn không uống được thì đừng uống. Ngủ rồi. Làm xem nó là có gì. Ui giời ơi. Ăn đây. Rồi. Bị động lực. Ra đây. Ra đây. Ui trời. Đợi ra. Đây này. Đợi ra. Ăn trộm của mình bao nhiêu tiền của tao mà cày mày mua chi cái nước này về say mày mày mua bất thường mày mua bất thường không thể mua nước này đâu. Ờ nó ung cung mình ra nó không được ăn nhỏ. Ừ chết đó nó đưa ăn cho mình nhớ mẹ chắc nó không uống rồi. Mày ngu. Em gọi là ca. Ui. Này nó mai. Em với anh cũng đi. Lấy lại cũng được thôi. Mai mới trả thù về. Má. Bao nhiêu tiền của anh em mình. Đang định đổi. Đang định đổi. Đổi cái gì mày. Đúng rồi. Rồi cho nó trả em ngộ mai chi tiết. Thế quá. Được kìa. Mày. 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 Mày.